10 năm 2017. Thành Luân xin giới thiệu chiếc sập vụ thập điểm Cần Mai. Anh Chu ở Có Yên Có Linh về ký nhận phần mộc được tứ diện như nhau, dạng tiền dày 15 chân vuông 27 phân. Này cho mình là anh Chu ở Có Yên Có Linh. Đâu cái mặt đây, mặt tiền đây. 3 chân. Bốn mà lẽ nhìn thấy bốn chân mà. Sập điểu Quần Mai, sập vụ sập điểu Quần Mai. Dễ ký rồi đấy. 14 tháng 10. Còn cái chân ở dưới trong này rồi. Chân số 5. Không thể chân nó lắp không chân gì được. Đúng bộ, đúng số 5 mới có ok. Video clip quý vị đã xem đang được chúng tôi quay trực tiếp tại cửa hàng đồ gỗ Thành Luân, cơ sở 1 nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là bộ sập vụ thập điểu Quần Mai tứ diện với nhau, chân 27, dạ tiền dày 15 và dạ ngang dày 13 phân. Đã được anh Chu ở Có Nghiên Có Linh về ký nhận phần mộc. Đây 1, 2, 3 chân, 4 chân đây. Trong gầm này rồi, trong gầm này. Trong gầm rất nhiều. Bộ 5, bộ số 5. Số 5, đây có 3 rồi. Hình như trong gầm kia những khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm sập vụ thập điểu Quần Mai, liên hệ theo số điện thoại 0972 770888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thành Luân tại hai cơ sở 1 là Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Come on.